Hello mọi người, welcome back to my channel. Mình biết là mình hứa mọi người mình sẽ làm UX design video nha. Nhưng mà mình đang làm mấy cái video đó nó hơi khó chút xíu á, cho nên mình cần chút xíu thì giờ nữa. Mong mọi người thông cảm nha. Nhưng mà miễn mọi người chờ á, thì mình mong muốn mọi người coi Đi Du Học ở Hàn Quốc episode số 2. Cái lý do mình làm cái episode số 2 á, tại vì lúc mà mình làm cái episode số 1 á, có nhiều người thích coi Đi Hàn Quốc á, cho nên bây giờ mình sẽ làm một cái filler episode để cho mọi người coi nha. Trong episode này á, thì mọi người sẽ thấy mình đi coi apartment hunting. Cái ông mà đứng trước mặt của mình là một bạn với lại một người guide để giúp mình translate tiếng Hàn Quốc cho tiếng Anh nha. Chứ bây giờ mấy người đó nói tiếng Hàn Quốc không á, bây giờ mình cũng không hiểu gì hết, cho nên mình phải mướn một guide để giúp đỡ mình kiếm một cái Goshiwon, là một cái phòng nhỏ ở Hàn Quốc nha. Mình với bạn mình á đi chung với nhau mà ai cũng tưởng đâu bạn của mình là ở đó, còn mình là người translate rất là tiếu nha mọi người. Tại vì mình nhìn giống như người Hàn Quốc hay là mình là người Asia á, cho nên người ta không có hiểu là mình là một người foreigner. Nguyên cả ngày mình đã đi coi rất là nhiều apartment hunting, bây giờ mình rất là đuối, rất là đói, rất là mệt. Cho nên cái guide với lại bạn của mình đã chở mình xuống Han River để mình có một cái experience giống như K-drama là ăn fried Korean chicken. Xong rồi chờ đợi một người giàu á, xong rồi kiếm mình kia mình cưới nó giống như trong mấy cái phim Hàn Quốc, rất là tiếu luôn á mọi người, nói giỡn thôi nha. Ok, cái này là dài 3 ngày sau là bạn của mình đã bay rời nước Norway, còn mình là ở lại một mình ở Hàn Quốc nha. Mình đã settle down, đã kiếm một cái phòng Goshiwon ở Hàn Quốc, ở Seoul. Cái phòng này nhỏ xíu mà mình mỗi tháng trả 3.500, nó không có cửa sổ để nhìn ra luôn á. Hơi claustrophobic, nhưng mà mình không có tiền để trả cao hơn nữa, cho nên mình lấy cái phòng này. Nhưng mà lúc mà mình lên cái dock á, thì nó rất là đẹp. Xong mình thấy cái view cũng rất là ok. Cái lý do mình chọn cái chỗ này là trường học của mình là sát bên, là mọi người coi mấy cái building đó là cái đó là trường học của mình, cho nên mình cần chỉ có đi 1 phút từ nhà mình lăn lên trường học là rất là nhanh luôn á, cho mình khỏi đi xe lửa, xe buýt, xe cái này cái kia. Lúc mà mình quay mấy cái clip này là trong 2016 á, cho nên mình không có cái camera mà có stabilization, tại vì lúc đó không có cái technology giống như bây giờ. Cho nên mình mong mọi người thông cảm nếu cái clip của mình nó hơi shaky nha. Chắc mọi người tò mò thắc mắc hỏi mình đang đi đâu phải không? Bữa nay thì mình sẽ gặp bạn từ Hàn Quốc, nhưng mà bạn đã chuyển đi ở sống ở Europa, cho nên bây giờ bạn sẽ dời đây lại để đi vacation, cho nên mình mới có cơ hội gặp bạn. Lúc mà mình ở Hàn Quốc với ở Norway nó rất là khác biệt, tại vì người ngập không á, mình không bao giờ thấy nhiều người như vậy trong một con đường đi nha. Ok, bây giờ mình đã kiếm lại bạn của mình. Mọi người nhớ là lúc đây mình chưa có điện thoại, chưa có 4G, chưa có 3G, chưa có internet, chưa có sim card á, mà mình chỉ có xài wifi mà mượn của người ta mà mình đi ngang thôi á, mà mình cũng kiếm được bạn của mình. Bữa nay thì Jun sẽ chỉ mình một chỗ ăn Hàn Quốc đặc biệt, nhưng mà cái chỗ này tourist không có biết tới, mình phải là một người Hàn Quốc mình mới biết tới. Tại vì bây giờ mình đi một con đường đi, mình cũng không biết mình đang ở đâu, nhưng mà mình đang ở trong một cái hầm nó hơi tối tối nha. Xong rồi đi qua đi lại kiếm cái chỗ nó rất là khó, cho nên mình có rất là high expectation để ăn ở đây nha. Mini cũng không có bằng tiếng Anh, chỉ có Hàn Quốc thôi, cho nên nếu mình đi mấy cái chỗ này mình phải kéo một bạn Hàn Quốc đi theo, chứ mấy cô ấy service cũng không biết nói tiếng Anh, mình chắc phải ra ni nếu mình không có bạn ở đây với mình, đâu có biết cái chỗ này nó có cái gì đâu. Nhưng mà bạn của mình đã order cho mình, order mấy cái món rất là ngon nha. Mình không biết mình ăn cái gì hết đó, nhưng mà cái gì cũng ngon hết đó. Mình không biết là nó là mực hay là con gà hay là gì, mà cái gì cũng sực ăn rất là đã luôn á. Ăn mà no, miệng no, bụng no hết, xong rồi phải đem theo dời, tại vì nó cho mình rất là nhiều đồ ăn. Bây giờ ăn xong thì người Hàn Quốc phải uống cà phê, cho nên bạn để kéo mình tới một cà phê để uống. Ok mọi người, mới đây là mình đã sống một tuần ở Hàn Quốc rồi. Mình sống một mình mà chưa có cái gì hết á. Bây giờ là ngày mình sẽ nhập học nha. Bữa nay thì mình nhập học vô Dongguk University, nhưng mà bữa nay thì mình chưa có học đâu. Bữa nay là một cái ngày information, với người ta sẽ đưa mình rất là nhiều sim card cái này cái kia. This is my Korean buddy. We're going to eat because I woke up late.
Yay! Excited! Đây là ngày đầu ở trường học của mình. Bữa nay mình đã được phát ra Korean Body hay là Guardian. Ý nghĩa bạn này là bạn Hàn Quốc sẽ giúp đỡ mình lúc mà mình học ở đây 6 tháng. Cho nên nếu mình có vấn đề thì mình có thể gọi bạn hay là đỡ mình. Bữa nay thì mình gặp bạn mình lần đầu cho nên bây giờ mình sẽ ăn lớn xíu bạn. Xong rồi giống như SIM card mình không có biết ra sao thì bạn sẽ giải thích cho mình, như là đi xe lửa ra sao thì bạn sẽ giúp đỡ mình mua một cái Metro card. Mấy cái đồ đơn giản mà mình chưa có biết ra sao thì bạn sẽ giúp đỡ mình nha. Bữa nay thì mình ăn spaghetti, nhưng mà ăn spaghetti ở Hàn Quốc phải có kim chi nha, cũng hơi ngộ ngộ chút xíu. Mình cũng thử nhưng mà nó hơi kỳ lạ. Bây giờ bạn của mình sẽ giúp đỡ mình order ở trong coupon, tại vì mình không có nhà băng của Hàn Quốc với mình không biết đọc Hàn Quốc á, cho nên cái phòng của mình nó chưa xong á, cho nên bây giờ mình phải order mấy cái đồ mà mình đang thiếu nha. Cho nên Korean Body phải giúp đỡ mình. We have been sitting at school for 5 hours or more because I had to order a lot of stuff online and I couldn't do it without her help. And we're on our way to dinner. I don't know. Food. Yeah, we're gonna eat some jjigae. So we're pretty excited. Yay! Bữa nay mình ngồi trong trường học 5 tiếng đồng hồ mình đuối quá, bây giờ mình sẽ ăn dinner. Trời ơi, đồ ăn ở Hàn Quốc nó cay, thiệt là cay á. Trước khi mình tới Hàn Quốc, mình là người Việt Nam, mình cũng ăn cay ơi bình thường ở nhà, nhưng mà cái kiểu cay của Hàn Quốc trời nó xé xác, nó ác, thiệt là ác, mình cay, thiệt là cay. Mình ăn cái gì mình cũng bị chảy mồ hôi nhưng mà rất là ngon. Bữa nay là ngày thứ bảy, bữa nay bạn của mình mới có thời giờ giúp đỡ mình là bạn Korean Body. Mình đã hẹn hò bạn gặp ở Daiso. Mình trước khi tới đây mình không có biết Daiso là gì, nhưng mà Daiso là mình hiểu là $1 store, là cái gì là cũng $1 hay là nhiều nhất là $5. Cho nên nếu mình thiếu cái gì á thì mà mình không có high budget á thì mình vô đây mình mua mấy cái đồ mình cần thiết thì nó rất là rẻ nha, không có mắc gì đâu. Finally, mình mới nhập học là mình được cái SIM card, là ý nghĩa bây giờ mình có Wi-Fi 4G với 3G với lại gửi SMS được cho bạn của mình, cho nên bây giờ mình lại liên lạc gia đình nha. Mấy bữa nay á, mình đã xài rất là nhiều thì giờ là rất là bận biểu để settle down ở Seoul, là mình phải mua mấy cái đồ cần thiết á để sống trong cái phòng này được á, cho nên mấy bữa nay nó hơi dơ giấy tại vì mình đang soạn đồ với lại đang chờ đồ trong coupon nha. Cho nên mình cũng chưa có thì giờ để settle down ở trong Seoul. Mới soạn đồ xong á, cũng là 3 tiếng mình cũng đói, nhưng mà mình chưa có biết làm sao order đồ ăn hay là làm đồ ăn ở Hàn Quốc, tại vì mình thấy mấy cái supermarket nó hơi mắc á, cho nên mình chưa có hiểu gì hết. Cái chỗ mà mình ở có một cái kitchen á, nó cho cơm với kim chi miễn phí á, cho nên mình mua chút xíu đông riêu cái mình ăn với cơm với kim chi mỗi ngày vậy thôi, chứ mình chưa có biết nấu đồ ăn ra sao. Bây giờ thì mình thích ăn đường lắm á, mấy cái dessert thì rất là ngon. Mấy bữa nay mình ngủ không có mền luôn á, tại vì mình đang order ở coupon, là cái này là order số 1 đã tới chỗ là cái mền rồi đó, nhưng mà hên mấy bữa nay chưa có lạnh. Hello. Today is Wednesday. The official day of school is tomorrow. Yesterday we had a seminar talking about all the information we need to know and how to do things around in Seoul. Today, I'm on the run. And I have to go to Hyohan to look for tripods because I was stupid enough to not pack my own tripod that I really need in Seoul. How stupid can I be? Then I have to go back to Daiso to get more stuff because I need to organize better. I need boxes and a lot of things. So today will be an errand day. Yeah, we'll see how it goes. Lúc mà mình làm mấy cái clip này á là mình xài tiếng Anh, tại lúc đó mình không có nói tiếng Việt, cho nên mấy cái clip này hơi cũ thì mong mọi người thông cảm. Nhưng mà bây giờ mình sẽ giải thích nè, là mình nói cái gì. Just bought 5 pants for 25,000 won, which is 150 or 80, and they're so beautiful and good quality actually. I'll show you when I come home. Bây giờ mình sẽ giải thích mình nói cái gì lúc mà mình nói tiếng Anh nha. Bữa nay là một cái errand day, là bữa nay mình sẽ đi ra ngoài đường để làm rất là nhiều công chuyện. Lúc mà mình bay từ Norway qua Hàn Quốc á, là mình quên đem theo cái tripod, là cái đồ quay phim á, cho nên bây giờ bữa nay mình phải đi mua một cái tripod. Cho nên bữa nay mình lấy cái cơ hội này đi để coi mấy cái chỗ camera store với coi giá ở bên đây nó mắc bao nhiêu nha. Như là mình phải đi mấy cái tiệm mà mình có thể trả giá cho mình là người học sinh á, hơi nghèo chút xíu, cho nên mình mua cái mắc nhất không có được.
Cái tripod này là hiệu Manfrotto nhưng mà cái này nó rất là cũ, cái này là vintage, nó là 10 năm trước nhưng mà cái quality còn ngon á. Mình là người học sinh đó cho nên ông thấy mình tội nghiệp quá, mình trả giá rất là ít nhưng mà ông thấy tội nghiệp quá, ông cho luôn luôn á, cho nên mình mới mua được. For 90,000 won. It's second hand but it's Manfrotto. This is quite good and I got the head for 50,000. And don't know if I could get a cheaper head, but quality is quite good. So I'm quite happy with this buy. Quite nice. Bây giờ mình nhuộm cái tóc của mình màu xám á, mình cần cái shampoo màu xanh nước biển, cho nên cái đó nó không có bán ở Hàn Quốc nhưng mà mình phải vô American Brand Lush để mua mấy cái shampoo này nha. Chứ mà nó mắc thì cái mắc, tại vì cái này là import. Cái tiệm Lush này nó nằm ở Myeongdong á, cho nên mình nhé mấy cái tiệm skin food với lại mấy cái makeup beauty để coi luôn á. Với lại mình sẽ sống ở đây rất là lâu á, cho nên mình đã đi coi với thử đồ lúc mà mình có cơ hội, với coi giá với lại viết xuống trong cái diary nó mắc bao nhiêu. Cho nên lúc mà có sale thì mình mới bay ra mình mua nha, chứ bữa nay thì mình chỉ có thử thôi. Đó, đây là ngày số 2 mình ở trong Daiso, tại mình cần thiết mấy cái đồ đơn giản ở trong cái phòng của mình á, cho nên mình phải vô đây để mua mấy cái đồ rẻ tiện nhất cho, tại vì mình là người học sinh nghèo. Ok, bữa nay mình đã mua rất là nhiều đồ nhưng mà xài cũng ít tiền, tại bên đây cái valuta nó rất là rẻ, với đồ bên đây nó rẻ hơn ở Naui cho nên mình thấy cũng ok. Bây giờ là mình mua một cái camera bag mới, tại vì mình cái camera bag của mình cũ quá cho nên mình cần cái mới lúc mà mình ở Hàn Quốc nha. Mong mọi người thích coi mấy cái program này, mong mọi người ủng hộ mình. See you again next time, bye.